Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục giáo dục đào tạo Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, tháng 11 là tháng tri ân tới những người thầy, người cô đáng kính, là thời điểm để nhớ về những mái trường mến yêu. Trong chuyên mục giáo dục Hưng Yên hôm nay, chúng tôi sẽ dành toàn bộ thời lượng để nói về hai trong số nhiều tập thể cá nhân điển hình trong năm qua. Mở đầu chương trình là phóng sự ghi lại những thay đổi tại trường trung học cơ sở Dân Tiến, xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu. Được thành lập từ năm 1962, trường trung học cơ sở Dân Tiến là một ngôi trường có bề dày truyền thống. Trải qua nhiều thăng trầm trong từng bước trưởng thành của mình, ngôi trường đã không ngừng lớn mạnh cả về quy mô và chất lượng. Truyền thống dạy tốt, học tốt của nhà trường được giữ vững trong nhiều năm liền. Tỷ lệ học sinh khá giỏi của trường tăng từ 45% năm học 2014-2015 lên 66% năm học 2019-2020. Tỷ lệ giáo viên dạy giỏi hiện đạt 70%, tăng 22% so với 5 năm trước. Tại nhà trường, chúng tôi thì rất quan tâm đến việc nâng cao chất lượng cho đội ngũ cán bộ giáo viên. Vì vậy, hàng năm là tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất cho giáo viên được đi học tập nâng chuẩn, được tự tham gia các lớp bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để vận dụng trong công tác giảng dạy. Thế và động viên khích lệ để giáo viên tự học tập. Với mục tiêu giáo dục là chú trọng đào tạo học sinh phát triển toàn diện, cả trí tuệ và nhân cách, vì thế bên cạnh việc trang bị kiến thức, nhà trường đã thành lập nhiều câu lạc bộ sở thích, từ đó tạo cho các em thói quen độc lập, chủ động trong học tập và nghiên cứu. Nhờ đó mà những năm gần đây, trường liên tục đạt giải cao trong các cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấp tỉnh và có tác phẩm đi dự thi toàn quốc. Nơi đây thì chúng em được nhận sự quan tâm từ thầy cô giáo. Khi ở trường thì chúng em có thể thoải mái và chủ động tham gia các phong trào hoạt động của trường, lớp. Trong những năm qua, tập thể nhà trường đã không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, đổi mới phương pháp dạy và học. Kết quả là năm 2018, trường đạt danh hiệu tập thể xuất sắc được Ủy ban Nhân dân tỉnh khen thưởng và cũng là trường trung học cơ sở có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đổi mới sáng tạo, dạy và học được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen. Năm 2020, trường là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua khối thi đua các trường trung học cơ sở và được Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc. Đó là những thành tích đáng tự hào đối với nhà trường, nhưng cao quý hơn có lẽ chính là sự yêu mến của lớp lớp các thế hệ học trò và sự tin tưởng của các phụ huynh học sinh dành cho những người thầy, người cô tận tụy của ngôi trường trung học cơ sở Dân Tiến. Trong thời gian con học tập ở đây, tôi nhận thấy là đây là một ngôi trường rất là khang trang, an toàn và rất là lề lết. Các cô thầy cô giáo ở đây thì rất là nhiệt tình, gần gũi và quan tâm sát sao tới các con. Thưa quý vị và các bạn, sinh năm 1985, tuổi đời và tuổi nghề tuy chưa nhiều, nhưng cô giáo Trần Hoài Thơ, trường mầm non Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên, luôn được học sinh yêu mến, phụ huynh tin tưởng. Bên cạnh đó, cô cũng giành nhiều thành tích trong hoạt động giảng dạy cũng như trong các phong trào của ngành, của địa phương. Một ngày của cô giáo mầm non bắt đầu sớm hơn so với các nghề khác, và với chị Thơ cũng vậy. Có mặt ở trường từ 6 giờ 30 phút sáng, sau khi dọn dẹp lớp học là nhiệm vụ đón trẻ. Nắm bắt được tâm lý của học sinh mầm non là vừa phải dạy vừa phải dỗ, nên trong quá trình tiếp xúc với học sinh, chị luôn ân cần nhẹ nhàng. Mỗi buổi đi học về là các cháu thường kể cho bố mẹ nghe những bài mà cô giáo giảng. Các cháu rất yêu quý cô Thơ luôn gần gũi, yêu thương các cháu. Là một giáo viên trẻ, chị Thơ không ngại vận dụng công nghệ thông tin vào quá trình giảng dạy. Đồng thời, chị luôn tìm tòi có nhiều sáng kiến, sáng tạo và đổi mới trong phương pháp giảng dạy để thu hút học sinh, giúp các em tiếp nhận kiến thức một cách tốt nhất. Con rất thích đi học nhiều các bạn cùng chơi. Cô giáo tổ chức nhiều trò chơi cho chúng con chơi. Từng nhiều năm đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp thành phố, cấp tỉnh, nhưng không chỉ tập trung vào chuyên môn, cô giáo Thơ còn rất sôi nổi với các hoạt động phong trào. Mới đây, trong cuộc thi Nữ công tự tin, tài năng, duyên dáng do Liên đoàn Lao động thành phố Hưng Yên tổ chức, chị đã giành giải nhất. Trước đó, chị còn đạt nhiều thành tích như 3 năm là chiến sĩ thi đua, bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh, nhiều giấy khen của Sở Giáo dục và Đào tạo, của Ủy ban Nhân dân thành phố Hưng Yên vì có nhiều đóng góp cho các hoạt động phong trào. Đối với trường chúng tôi mà nói thì cô giáo Thơ là một cô giáo tiêu biểu của nhà trường. Đấy, trong các cái hoạt động về chuyên môn của nhà trường thì đồng chí Thơ luôn tìm tòi những cái phương pháp mới để
truyền thụ cho phụ học sinh. Thế và cái phương pháp cô giáo đưa ra thì cũng học sinh tiếp thu rất là tốt và hứng thú tham gia các hoạt động. Trong khi ở đâu đó vẫn còn những câu chuyện chưa hay, chưa tốt về những người làm nghề nuôi dạy trẻ, nhưng cô giáo Nguyễn Thị Hoài Thơ vẫn bền bỉ, cố gắng đem hết tâm huyết và sự nhiệt tình của mình để yêu thương, nuôi dạy học sinh như những đứa con của mình và có nhiều đóng góp cho trường nói riêng, cho ngành giáo dục tỉnh nhà nói chung. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục giáo dục đào tạo Hưng Yên của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.